hội thánh chúng ta đập đứng lên. Thì giờ chúng ta tính tiền nghe lời của Đức Chúa Trời. Và tuyên đọc lời Chúa được chép trong sách Tin Lành Ma-thi-ơ đoạn 28 từ câu 1 đến câu 10. Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tưng tưng sáng, có Mary Magdalene và Mary khác đến thăm mộ. Và này, đất rung động dữ dội vì có thiên sứ của Chúa Trời ở trên trời xuống, đến lăng hòn đá ra và ngồi ở trên. Hình dung thiên sứ giống như chớp nhoáng và áo trắng như tuyết. Vì đó, những lính canh sợ hãi run rẩy trở nên như người chết. Xong, thiên sứ nói cùng các người đàn bà đó rằng: các ngươi đừng sợ chi cả, vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Giêsu là đấng bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi. Như lời Ngài đã phán, hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm, và hãy đi mau nói với môn đồ Ngài hay rằng Ngài từ kẻ chết sống lại. Đây này, Ngài đi trước các ngươi qua xứ Galilê, ở đó các ngươi sẽ thấy Ngài, ấy ta đã bảo các ngươi. Hai người đàn bà đó bèn vội vàng ra khỏi mộ, vừa sợ vừa cả mừng, chạy báo tin cho các môn đồ. Này, Đức Chúa Giêsu gặp hai người đàn bà đó thì phán rằng: mừng các ngươi. Hai người cùng đến gần, ôm chân Ngài và thờ lại Ngài. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: